Đó, trời ơi, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chưa đủ nữa. Đó, 10 cây, có 200 mấy chục ngàn đó. Còn miếng mà nhà vườn chịu ship thì 300 ngàn. Ôi, đất ơi, cây bưởi chảng này dảo ha. Đây, một bao nhiêu đây nè cả nhà, bao nhiêu đây mà. Ví dụ như tại vườn có 200 ngàn, có đi ngang ghé. Đi ngang ghé rồi có xe bán tải thì chắc đầy xe về, không có nhiều tiền hết á. Tiểu bạc là chắc cũng đầy xe. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em có đến nhà vườn của chú Đào tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai văn lòng lớn và một cái lô mai chậu C6 như thế này, mini như thế này. Thì hôm nay là coi như là nhà vườn xả ngay cả nhà, xả cái lô mini như thế này ha. Tàn túa xum xê nè, chỉ có 20.000 đồng một cây, giá tại vườn nha cả nhà. Ví dụ như cả nhà mình ghé tại vườn thì 20.000 đồng cây, còn ship thì 30.000. Đó, gốc đẹp ha, gốc quấn rễ đẹp, tàn túa xum xê như thế này, chỉ có 20.000 đồng một cây, giá tại vườn ha. Thì có số lượng tầm khoảng 1.000 cây. Nếu như cô chú anh chị mình mua trồng á, nhớ mua trồng số lượng nhiều á, thì nhà vườn sẽ có giá hữu nghị nhất cho chúng ta ha. Thì đây nhà vườn cả nhà mình xem nè, nó đang rất là chật luôn. Mà nếu như mà cái hàng này giờ thay qua cái thùng lớn hơn nuôi thì bắt đầu là không có chỗ để. Do đó nhà vườn là quay bán xả nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình đang có cái hướng mà trồng hoặc là mình nuôi lại để bán Tết thì lấy cái lô này về thì ok. Các nhà mình xem 20.000 cây tàn túa xum xê vậy nha. Chứ không phải là nhỏ, mà gốc nè, gốc hình thú nè. Đó, 20.000 đồng thôi. Xum xê rất là đẹp luôn. Tàn túa thì nó bên nhà vườn bấm á cả nhà, bấm lùng nhưng mà cái tàn nó đẹp lắm. Mấy hàng này thì Tết chơi là ok nè. Mình có mua lại, mua đi bán lại nè, nhất là mấy anh em mua đi bán lại, lại tận vườn sẽ có giá rẻ ghê luôn. Đó. Còn nếu như chúng ta mua trồng số lượng nhiều cũng giá rất là nới. Còn bình thường thì giá tại vườn thì 20.000, mua số lượng nhiều thì sẽ có những cái coi như là cái giá hợp lý nhất cho chúng ta. Ồ, tàn túa xum xê hay cưng hay ghê không. Cái này thì này có giống gì vậy thêm? Này cúc Tân Châu nè, rồi giáo Phú Đức hả? Giáo Phú cúc Tân Châu, giáo Phú Đức. Có ông này gì nữa nè. Cũng giáo gì? À, dại lộc tốt dữ cơ tay. Đó, có vài cây đại lộc. Nhưng mà đa phần là cúc nha cả nhà, đa phần là cúc Tân Châu nhiều. Rồi có đây nè. Có gì đó đỏ nữa nè. Tôi có tàn gì? Hả? Hồng lộc hả? Ồ, 20.000 một cây thôi nha cả nhà, không có nghe lầm đâu. Giá này là giá coi như là tới rẻ rồi đó. Này, khỏi mua đâu cho xa, thùm lum vậy chứ 20.000 đồng cây nè, khỏi cần nhìn cái gốc. Thấy cái tàn này là như đây cũng ăn tiền rồi. Mà cái là quấn rễ hết nha, gốc đẹp không á, cũ bên dưới á. Cái thân thì bằng mấy ngón tay mình đó cả nhà. Nè, tàn hùm lum hay cưng ghê chưa? Đó, gì vậy 20.000 cây. Đó. Đó. Thì nếu như cả nhà mình mua lẻ thì 30.000 đồng một cây bao ship, thì chắc mấy bao nhiêu cây bao ship thêm? 10 cây mới bao ship nha. 5 cây gửi ngàn, 10 cây bao ship, còn không á thì cả nhà mình chịu ship thì nhà vườn sẽ để cái giá 22.000 đi tận lấy cái tiền thùng. Ha. Thì cũng vậy à, nếu như cô chú anh chị mình dụ chịu tiền ship thì nhà vườn để cho cả nhà mình 22.000 đó. Tự tính cho bả luôn. là cô chú anh chị mình chịu tiền ship. Đó, trời ơi, để coi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chưa đủ nữa. Đó, 10 cây. Có 200 mấy chục ngàn đó. Còn miếng mà nhà vườn chịu ship thì 300 ngàn. Ôi đất ơi, cây bưởi chảng này dảo ha. Đây, một bao nhiêu đây nè cả nhà. Bao nhiêu đây mà. Ví dụ như tại vườn có 200 ngàn có đi ngang ghé. Đi ngang ghé rồi có xe bán tải thì chắc đầy xe về, không có nhiêu tiền hết á. Tiểu bạc là chắc cũng đầy xe. Quá trời ghẻ nè. Xả sập sàn luôn mà. Nè, mà thấy cưng lắm nha cả nhà. Cái lô này cả nhà mình xem nè. Đó, nó toàn dinh vậy nè. Này ngắt cái tược này luôn, cái gì nó đã dữ lắm nha. Này ghép mấy chắc cũng lâu rồi hả thím? Trời ơi, Tết nữa gần 2 mùa bán có 20.000 cây. Xả cái này mà không mua thì đi đâu mà mua. Nó tại vì cả nhà mình xem cái nền của ổng là còn bên kia đằng sau nữa, hồi em có quay cái hàng
siêu nụ nữa thì coi như chật nền quá, nên bây giờ phải bán xả thôi chứ không có cái cách nào khác. Rồi qua tới cái thằng mai bự cái đi. Mai bự này thì bên nhà vườn của chú Đào thì có 18 cây. Cái giá mong muốn nha, cái giá mong muốn mà bán hết đó là 150 triệu, 18 cây như thế này. Này hoành lớn nha, cây lớn á, này đang vô chậu chậu mấy chú? Chậu 8, đó, gốc bành bành vậy nè. Tính ra nếu như mà vậy có 8 triệu mấy cây cái gì? Nếu như mà cả nhà lấy xô hết nha. 8 triệu mấy một cây gốc như thế này đây. Bự bự không hết à. Đã thiệt chứ. Cái tàn hết biết luôn. Thím vô đứng giùm con được không thím? Mắc cỡ không? Hai bà cầm đi, con vô đứng cầm cái máy nè. Đặng làm mẫu cho biết cỡ nào chứ. Cho biết cái độ rẻ của nó. Bà mắc cỡ nữa. Hai chồng ai cũng mắc cỡ từng á. Rồi, cầm bên dưới nè. Đó, cầm con đi. Rồi dậy đi, quay cho đặng cho biết cái chạng cỡ nào. Đây, cả nhà thấy nó bự chẳng vậy nha. Là coi như là nếu như mà lấy hết là 18 cây. 18 cây phải không em? 18 cây, lấy hết 18 cây là cái giá là 150 triệu. Đó, thì đang ở nằm ở chậu chậu 8 nè, gốc bự như thế này nè. Để cả nhà thấy to đùng như thế này nè. Là cái giá này thì phải nói là dễ chơi lắm rồi. Này đầu mùa mưa bắt đầu cô chú anh chị mình đang có cái hướng mà trồng á, đem xuống mô trồng là ok luôn. Cô chú anh chị nào đang có cái hướng lập vườn á thì cái này là một trong những lô mà đáng để chúng ta phải phải nghiên cứu đem về ha. Thần rồi, chậu gần 2 năm rồi đó. Rồi cảm ơn thêm. Thì ở đây là những cây thần chậu hết nha. Đó. Và cái gốc này thì nó lên xù nè. Đó, cả nhà thấy lên xù nè. Cây cái cổ rất là ngắn nha, cổ nó ngắn rất là vừa chơi chứ không phải cổ nó thả dài quá. Và cái tàn này hiện tại thì tán ngang tầm khoảng dao động khoảng 2m2, cao khoảng 2m7, 3m. Như chặn chặn đó chắc cỡ 3m đó. Đó, đằng chỗ ông chú đứng khoảng 3m đó. Dạ, cả nhà xem. Thì tông đó thì nói chung thì cũng có đẹp có xấu nha. Gốc thì nó không có xấu nhiều, ví dụ như cây này thì nó hơi trống chút xíu nè. Đó, nhưng mà vậy cũng đã quá là đẹp rồi. Này nó đang đi đọt rất là mạnh nha, chứ không phải cây yếu. Tại vì nhiều khi mùa nắng nó chưa vô, mùa mưa nó chưa có phát dữ, bắt đầu mùa mưa cả nhà xem nè. Bắt đầu bung tàn nè. Đã chưa? Gốc đẹp 100% nha. Cái này thì đẹp 100%, không có cái một hình một dáng một. Đó. Nhưng mà ở đây có một cái là có một hai cây. Có một hai cây nó bị thẹo cái lưng như vậy ha. Nhưng mà nó đang kéo nè, cả nhà thấy đang kéo nè. Thì có một vài cây nó như vậy. Thì đây ví dụ như cả nhà mình mua lẻ, nhà vườn vẫn bán nhiều bán cái giá khác ha. Còn mình mua số lượng hết thì sẽ có cái giá ưu đãi, tính ra có 8 triệu mấy cây còn gì nữa không chơi. Đó, cái gốc này. Cái gốc này bự cành hông luôn nè, nhưng mà nó bị vậy nè, một vài gốc nó bị vậy. Ít nha cả nhà. Nó một. Đâu rồi con nó. Cả nhà thấy gốc bự chảng luôn vậy đó. Cái này là có 40 hoành. Dạ, thì cái này hoành tầm khoảng 30-40 nha cả nhà. Cao thì nó tầm một vài cây, thấp nhất là nó 2m5, còn nhiêu nó dao động 2m7 tới 3m. Đó, gốc bự chảng vậy nè. Cái gốc này không hồi xưa là mua cái phôi là không có được cái giá này rồi. Nếu như mấy gốc mà tổng như tông lô này nè. Mua giá phôi nó còn hơn 8 triệu rồi. Cái này nuôi thành phẩm tàn túa, cả nhà thấy sum xê. Thì cái hướng cô chú anh chị mình đang có lập vườn thì cái này là cái lô này thì phải nói là một trong những lô đáng để chúng ta nghiên cứu để đem về ha. Gốc rất là đẹp luôn. Đã chưa? À vậy là cái này 19 cây lần hả chú? Là mình có một cây yếu đó mình từ ra gọi hả? À rồi, vậy không biết vậy là có cây này nãy em nói nó hơi yếu yếu, có quyền bỏ mà có quyền còn không bỏ cây này qua cây khác, nhưng mà cây này đẹp lắm nha. Cây này không phải nó yếu tàn thôi chứ không phải yếu cây, mình đem về nuôi thì nó phát mấy hồi. À, như bên này cả nhà thấy không? Hết biết cây tàn chưa? Đó. Lô này thì giá này thì rất là vừa chơi nha cả nhà. Chung ổng chặt chỗ quá. Ông chủ còn có số cây mai lớn nhóc kìa. Chứ không phải không thấy đâu, tại chặt chỗ quá giờ không có tàn ra được, tản ra được. Rồi thì kế tới thì có một cái lô mai siêu nụ. Siêu nụ này phải nói là cực đẹp rồi. Này bên nhà vườn mới gông lá nha, chứ không cả nhà mình thấy nó kín mít luôn, như vậy là cũng thấy mất tiêu cái cây rồi, kín mít rồi.
đây siêu nụ thì cái bông nó, cả nhà xem cái bông nè, bông nó thì kiểu như vỏ thu đức thôi, nhưng mà đựng cái là nó nụ dữ dằn nhiều, tết là nó nụ kẹo luôn ha. Thì này bên nhà vườn mình giao lưu giá tại vườn chỉ có 90.000 đồng một cây thôi nha, tặng túa xum xê nè. Còn nếu như ship thì phải là 120 một cây, mà 5 cây nhà vườn mới ship cho chúng ta được nha. Nhà cả nhà xem hình thú nè, còn có chân luôn nè, hình thú chân cẳng nè. Đó. Đã không? Lô này hình thú hết rồi thím. Ờ. Trời cứng ghê không? Đó, cả nhà coi xem cái tàn nè. Hết biết cái tàn hùm lum như thế này nè. À, thú có chân có cẳng nè, mới gồng lá bây giờ nó đâm đọt cả nhà thấy. Quá trớn luôn mà. Mấy cái này phải gồng lá mới chứ không gồng lá chịu không nổi với cái thằng siêu nụ luôn. Trời ơi, vậy giờ nó cũng ông tùm rồi nè. Dạ. Rồi rồi, cả nhà thấy cái tàn kìa, bà cầm kìa, bự chẳng cái tàn nào lấy xung xê vậy đó. 90.000 cây giá tại vườn ha, thì để coi ship đi 120 cây thì 5 cây ship thì 600.000, 600.000 thì sẽ có 5 cây bự chẳng như thế này đây. Nói chung thì nhà vườn mong muốn là bán tại vườn nha cả nhà. Ví dụ như mấy hàng này bán tại vườn, cả nhà mình ai đang có nhu cầu hoặc là mấy anh chị em nào mà bán like hay gì này nọ đó, có lấy thì đến tại vườn sẽ có cái giá ưu đãi cho chúng ta. Chung thì 90.000 cây như thế này thì chỉ có năm nay thôi, đặc biệt năm nay thì bán buôn khó. Thứ nhất, thứ hai nữa thì cái nhà vườn đang chật chỗ, cả nhà xem nè, cứng ngắt chỗ nha, chứ không phải là gì, nuôi thì đang rất là mạnh, rất là sung nè, cây hình thú không như thế này nè. Đó. Sao mà chụp được tấm hình đây, để hồi chụp sao. Đó, cả nhà mình thấy không? 120 ship đi, còn giá tại vườn thì 90.000 đồng một cây. Giá này thì không mua thì mua đâu bây giờ. Thì ngoài hình thú ra thì cũng có hình cục cục như thế này nha. Dạ. Còn bên này nữa hả em? Này là vừa có vỏ hữu đức, hữu đức rồi cúc nữa. Cũng giá vậy luôn hả? Dạ, 90.000 đồng một cây, giá tại vườn. Lúc này chặt chỗ bán vậy chứ mà cận Tết không có hàng bán vậy nha. Nói chung là nó là mấy hàng này cận Tết hút hàng lắm, tại vì cái giá nó cũng dễ chơi đó. Nhiều cô chú anh chị mình mua, thứ nhất, thứ hai nữa thì những cái lái ngoài Bắc á, ta mua về người ta đem về ngoài bán. Cây nhỏ nhỏ vậy thì mình xe ra thì chi phí mỗi một cây nó ít, nên bán rất là chạy hàng. Mùa này thì chặt chỗ quá. Giờ đâu có còn chỗ tản nữa, cả nhà mình thấy là tùm lum hết rồi. Đó, đó là cúc ha thêm. Đó, cúc cũng là một 90.000 cây giá tại vườn. Thì đây bên nhà vườn mình quay thì mong muốn là bán cái coi như là bán cái số lượng tại vườn ha, bán số lượng nhiều thì cả nhà mình dụ đến coi được sẽ có giá hợp lý nhất cho chúng ta để mua đi bán lại hoặc mình nuôi nuôi chăm lại nuôi Tết đó ha. Quá đẹp. Thấy cái lô siêu nụ này đẹp quá. Lô này bao nhiêu thêm? 400 cây ha. Nói chứ mấy cái lô này mà cả nhà mình đang có cái hướng kiếm cây về nuôi thì cái lô này hết sảy nữa nè. Đẹp dữ lắm, đẹp. Tại ổng chặt nền chứ bình thường cũng ít có bán non vậy ha. Nè, góc hình thú chân cẳng đâu nè. 90.000 cây, giá rất là vừa chơi, rất là dễ chơi luôn ha. Tàn túa súng xê thôi. Chung năm nay bà con mình bằng về nông nghiệp hay bất cứ gì cũng vậy, khó khăn hết nha. Mình thấy thì buôn bán cái gì cũng khó khăn, thì rõ ràng ai cũng thấy mua gạo nhiều khi còn e dè cần đông đo đếm nữa, chứ đừng nói tới cái cây là cái đồ chơi. Nhưng mà tuy nhiên thì nói về để Tết mà nhiều khi mình đồ ăn không có nhiều, nhưng mà Tết cũng phải có cây mai chưng ha nha, nó mới gọi là cái không khí Tết. Thì nhà vườn nay đã coi như là cũng giảm cái giá là như là hết cỡ rồi. Vì đâu cái hàng thùng ở trước mà 60.000 cây thì em nói phải nói là nó quá rẻ. Ủa gì 20.000 cây lộn, nó quá là rẻ rồi. Còn hàng này thì 90 thì giá rất là dễ chơi rồi. Còn mấy cây mai lớn thì bên nhà vườn mình bán cái giá đó thì em thấy cũng vừa đó. Cả nhà mình ví dụ như có cái nhu cầu mua được thì ủng hộ nhà vườn ha.
Thì thôi em cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Như cả nhà mình có thấy ưng thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ ha. Cũng như là rất là mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.